Chào cả nhà. Đây là ba con máy cắt mới về. Và bây giờ là mình sẽ xúc đi cho khách luôn nha, cho anh khách luôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ máy cắt ở bên Phương Bắc Phụ Kiện nha. Và hôm nay là nói chung là vô trước là khoảng 25 con. Còn những cái con không kiếm được cả hai cô. Và hôm nay chúng em sẽ trả hết cho tất cả mọi người nha. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Và ai mua quà trong cái dịp ai mua máy cắt trong cái dịp này đều có quà hết nha cả nhà. Và ba con máy này cũng sẽ có ba phần quà cho anh luôn. Đó, anh chị cảm ơn nha. Rồi.